Sắp bước vào tuổi 50, phải nhớ, giàu mấy cũng không được bội chi vào bốn thứ này, kẻo tuổi già hối tiếc. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời này có mấy giai đoạn, hơn 30 năm đầu là giai đoạn tạo dựng nền tảng, hơn năm tiếp theo là giai đoạn ổn định của cuộc đời. Giữa đặt nền móng và ổn định còn có một giai đoạn đệm ở giữa. Những gì bạn làm trong giai đoạn đệm này quyết định cuộc sống và hướng đi trong tương lai. Nói trắng ra, khi con người ta bước qua tuổi trung niên, từng giây từng phút mà chúng ta có được đều ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Một nhà văn từng viết, tuổi trung niên nằm ở ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, nhưng hầu hết mọi người đều đi từ thiên đường xuống địa ngục và chỉ có ít người đi từ địa ngục lên thiên đường. Nhiều người sẽ thắc mắc, tại sao hầu hết mọi người đều đi từ thiên đường xuống địa ngục? Lý do là họ đều tiêu hao tất cả hạnh phúc và may mắn của phần đời còn lại trong hiện tại. Để rồi, đến một thời điểm nào đó trong tương lai, bạn sẽ cảm thấy cơ thể và trái tim bất lực, bản thân chỉ còn cảm giác bơ vơ trong thực tại và ý tưởng cô đơn sinh sôi trong nội tâm. Có người lại nghĩ rằng sống tốt trong thời điểm hiện tại là đủ rồi, tại sao lại phải nghĩ đến tuổi già? Trên thực tế, những người có tầm nhìn xa, con đường tương lai mới có thể rộng. Nếu bạn coi cuộc sống là một bàn cờ vua, vậy thì kết cục của cuộc sống sẽ được xác định bởi bố cục của bàn cờ. Chìa khóa để chiến thắng trò chơi đó là nắm bắt được bố cục, có bỏ tốt giữ xe hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn. Ngược lại, những người có tầm nhìn hạn hẹp thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác về cuộc sống của mình, chỉ vì một chút thất bại mà ngay lập tức sẽ hết đường xoay sở. Khi đối diện với các vấn đề, thường trở nên rất bị động, thậm chí là rút lui. Do vậy, khi đã đến tuổi trung niên, hãy tận dụng tốt khoảng thời gian này và nhớ thật kỹ, dù bạn có giỏi giang giàu sang đến đâu cũng không được bội chi vào bốn thứ này, nếu không sẽ gặp khó khăn khi về già. 1. Chi tiền cho những thứ xa hoa phù phiếm trước mắt. Ở tuổi trung niên, nhiều người đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và cũng có những khoản tiết kiệm nhất định, có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Tuy nhiên, bạn cũng nên hiểu rằng tiêu dùng hợp lý thì bạn mới là chủ nhân của đồng tiền chứ không phải là nô lệ. Khi sống, con người không chỉ phải tính đến hiện tại mà còn phải cân nhắc và hoạch định cho tương lai. Sau tuổi trung niên, nếu không muốn cuộc sống ngày càng nghèo nàn thì đừng tiêu tiền vào những vật chất không cần thiết bên ngoài. Không phải ví tiền của bạn mà là vóc dáng của bạn mới quyết định trang phục mà bạn mặc. Vẻ đẹp của một người phụ thuộc vào nội tâm chứ không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài như quần áo phụ kiện. Đừng quá đam mê chạy theo những đồ xa xỉ trong khi bạn không quá giàu có để mua chúng. Chỉ cần thế giới tinh thần của bạn phong phú thì dù bạn ăn mặc sinh hoạt như thế nào thì cuộc sống của bạn cũng sẽ hạnh phúc. Do vậy, khi đến tuổi trung niên, con người ta phải tiêu tiền vào những thứ thực sự đáng giá và cần thiết, nếu không bạn sẽ trở nên nghèo hơn. 2. Chi tiền để duy trì các mối quan hệ giả tạo. Nhà triết học Francis Bacon có nói, tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng nó cũng có thể trở thành chủ nhân tồi trong những dịp nhất định. Chúng ta thường nói, tuy tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không được. Tuy nhiên, dù có tiền, chúng ta cũng không thể tiêu vào những nơi và những người không cần thiết, chẳng hạn như những cuộc nhậu nhẹt rượu chè đàn đúm. Trong cuộc sống này, có những mối quan hệ được duy trì bởi sự chân thành và cũng có mối quan hệ duy trì bởi tiền bạc. Khi bạn có tiền, họ sẽ kết thân với bạn, và khi bạn không có tiền, họ sẽ rời bỏ bạn không chút do dự. Đương nhiên, những cuộc gặp gỡ là điều cần thiết để tạo dựng mối quan hệ, nhưng cũng có không ít mối quan hệ giả tạo chỉ tồn tại khi bạn có tiền. Ở tuổi trung niên, nếu bạn vẫn không hiểu chân lý này và vung tiền cho những người bạn nhậu nhẹt, thì bạn sẽ ngày càng nghèo đi trong tương lai. Đừng đợi cho đến khi cùng đường mới hiểu được sự thật này. 3. Tiêu hết sức khỏe khi chưa bước vào tuổi 50. Ở độ tuổi trung niên, gánh nặng gia đình, áp lực công việc và vô số những mối lo khác đang đè nặng trên vai. Lúc này công việc và sự nghiệp
là quan trọng nhất, dường như còn quan trọng hơn cả 3 bữa ăn mỗi ngày. Bởi vì không có công việc, chúng ta còn chẳng có tiền mà ăn, chẳng có tiền mà sống, càng không có nền tảng để bàn về hạnh phúc. Do đó, ai ai cũng mải miết chạy vội trên con đường sự nghiệp mà bỏ qua mọi thứ xung quanh, đặc biệt là sức khỏe. Để rồi đến khi sức khỏe xuống cấp trầm trọng, chúng ta mới cảm thấy hối tiếc. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tiền bạc quả thật rất quan trọng. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác. Trong nhiều trường hợp, vấn đề sức khỏe không thể giải quyết bằng tiền mà chúng ta cần phải quan tâm từng chút một. Giống như khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể thức khuya làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, khi đã ở tuổi trung niên, bạn đừng cố gắng thảm công tiếc việc vì số tiền kiếm được từ việc thức trắng đêm, vắt kiệt cơ thể không đủ để đến bệnh viện thăm khám. Điều này rất thực tế và phũ phàng, nhưng lại minh chứng cho một điểm: con người khi bước vào tuổi trung niên, nếu có sức khỏe thì sẽ có tất cả, sẽ có những điều kỳ diệu và hy vọng cho tương lai. 4. Hao mòn đến suy kiệt tâm lý. Tính khí của bạn như thế nào, cuộc sống của bạn sẽ như vậy. Môi trường bên ngoài bạn đang ở chỉ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống vật chất, sự thỏa mãn của nội tâm, những ngày hạnh phúc mà bạn hằng mơ ước, tất cả đều xuất phát từ trái tim. Trong cuộc đời của mỗi người, điều khó vượt qua nhất không phải là người khác mà chính là bản thân mình. Quyền lực thống trị nằm trong tay chúng ta, không phải trong tay người khác. Vì vậy, khi một người bước qua tuổi trung niên, dù là về vật chất hay tinh thần, cũng đều ảnh hưởng đến cuộc sống sau này, quyết định tương lai của bạn. Người thông minh là những người biết tiêu tiền cho bản thân, cho những thứ đáng giá và sống hạnh phúc cho chính mình. Người ngốc nghếch sẽ tiêu tiền vào những thứ vô ích, cuối cùng tiền đã tiêu sẽ một đi không trở lại. Tuổi trung niên đối với tất cả mọi người đều là một trở ngại. Sau trở ngại này, chúng ta có thể trưởng thành và vững vàng hơn. Bên cạnh đó, đừng so sánh và quan tâm đến cách nhìn của người khác đối với mình. Hãy suy nghĩ nhiều hơn về bản thân, lên kế hoạch cho một cuộc sống tương lai và phải lập kế hoạch tiêu dùng nếu muốn giàu có. Một thực tế là trong mấy năm gần đây, kinh tế nhìn chung trì trệ khó khăn, nhiều người đã rơi vào tâm lý mất phương hướng ở tuổi trung niên. Muốn thoát khỏi sự tiêu cực và cảm giác bất lực cũng như nỗi sợ thời gian cận kề, những người bước qua tuổi 40 cần phải làm được hai suất ba nhiều sau đây. Hai suất. Suất thứ nhất chính là xuất gia. Xuất gia ở đây là trong tâm có tín ngưỡng. Cho dù là bạn có tín ngưỡng nào thì đó cũng là nơi mà tâm hồn bạn ký thác. Có một số người sau tuổi 40 đã bước lên đỉnh cao của sự nghiệp. Đứng trên đỉnh cao chỉ còn lại sự cô đơn tịch mịch, ngoài ra chẳng còn gì. Khi xung quanh không có ai hay lúc khó khăn bất lực thì tín ngưỡng có thể giúp bạn an yên, bình tĩnh. Còn nếu như bạn ở giai đoạn này không cách nào có thể chen lên đầu sóng, kiếp này đại khái là như vậy. Cần quen với cuộc sống của người bình thường thì tín ngưỡng có thể giúp bạn luôn cảm thấy thoải mái, tự tại. Suất thứ hai chính là xuất tẩu. Xuất tẩu là bước ra khỏi vòng thoải mái an toàn, trau dồi khả năng dũng cảm, vượt qua ranh giới để bạn vĩnh viễn đứng ở vị thế thất bại. Thị trường hiện nay thay đổi chóng mặt, chỉ có một bộ võ công là không thể giúp bạn có thể tồn tại an ổn trong 10 năm, 20 năm. Có những thời điểm ta cần dũng cảm xuất tẩu bước đi, thậm chí đi ra nước ngoài sống một thời gian để hấp thu những chất dinh dưỡng mới, dễ bám vào đất vừa sâu vừa rộng, cây mới có thể phát triển vươn cao. Ba nhiều. Cái nhiều đầu tiên trong ba nhiều là có nhiều thêm một chút dũng khí. Có một số việc biết rõ là sẽ bị tổn thương thì cũng không nên bỏ lỡ, hãy dũng cảm bắt tay hành động. Ví như ở trong công ty thử nghiệm mô hình kinh doanh mới, hoặc là đi tìm thị trường mới lạ. Nỗ lực ắt sẽ có quả ngọt, sẽ có một ngày gặt hái được thành công. Hết thảy mọi sự cố gắng và thất bại đều sẽ không uổng phí. Cái nhiều thứ hai là để dành nhiều tiền thêm một chút. Người là anh hùng, tiền là can đảm. Tình hình tương lai có nhiều biến đổi, tích trữ nhiều thêm một chút tiền để lúc đối mặt với biến cố thì bạn vẫn có thể tạm thời cập bờ, thả neo dừng lại nửa năm hay một năm mà không sợ gió táp mưa sa bên ngoài bến cảng.
Cơ hội tốt cần phải kiên nhẫn chờ đợi, khi trời trong sóng lặng lại dong thuyền ra khơi. Cái nhiều thứ ba là yêu bản thân nhiều hơn một chút. Con người khi qua tuổi trung niên, những người thật tâm chung quanh có lẽ không còn nhiều. Có khi phần đông lại là người thực dụng và toan tính. Vì vậy, chỉ có tự mình đối tốt với chính bản thân mình, đối tốt với chính mình bao gồm hai phương diện. Một là thân thể khỏe mạnh so với việc cùng với người khác ở bên ngoài uống rượu xã giao, hư tình giả ý, chi bằng cùng với gia đình xung vầy vui vẻ. Một phương diện khác là tâm tình, hãy thiện đãi với chính bản thân mình, thả lỏng thư giãn hoặc lạc quan rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mà thôi.